Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách để Calam Airdrop nhận được 0,6 đồng token ZLED. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành là 2.400.000 nhé, đã có 825 tài khoản holder và đã phát sinh 2.213 lượt giao dịch. Rồi thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website Calam Airdrop.net. Link truy cập website thì mình để phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn xem chắc contract, các bạn có thể sử dụng copy contract ngay ở đây nhé. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chủ Dynet của bạn này. Các bạn thêm địa chỉ token vào để giúp mình. Ký hiệu Z số tập phân 18, nhấp tiếp theo nhấn thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website Calam Airdrop cho nhé. Truy cập vào bước 2, gây rút gọn này, nhận token nhé. Cloud. Rồi các bạn kéo xuống phần bên dưới này, ở trên đây là có nhiều thông tin về đồng token này, các bạn có thể vào đây đọc qua nhé. Ở đây các bạn có thể bỏ số vốn nhỏ là 0.05 BNB mua cái đồng token này không tích trữ đâu ra. Sau 103 ngày nữa nó sẽ liệt list lên sàn PancakeSwap nhé. Rồi các bạn cấp vào đây, yêu cầu 0.6Z đi. Cần làm ạ. 0.6Z tiếp tiếp theo nhé, kết nối pin ra là 0.000605 BNB, các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi giao dịch đang được xử lý nhé. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website Calam Airdrop nhất để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất trên nền tảng Binance Blockchain nhé. Ngoài ra nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trên đời. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách để Calam nhận được 0.6 đồng token Z. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.